vui lên, nào vui lên, nào vui lên, vì Chúa đã đến đây rồi là bao niềm vui cứu đời. Vui lên, nào vui lên, nào vui lên, vì Chúa đã đến đây rồi, ta hãy mừng vui trong Chúa trời. Ta vui lên vì Chúa đến ở giữa dân người, ban xuống niềm vui cho thế nhân thời hằng thôi. Nào ta vui lên vì Chúa đến rửa thoát muôn người, ban xuống niềm vui cho ngày mai thêm đẹp tươi. Vui lên, nào vui lên, nào vui lên, vì Chúa sắp đến đây rồi là bao niềm vui cứu đời. Vui lên, nào vui lên, nào vui lên, vì Chúa sắp đến đây rồi, ta hãy mừng vui trong trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Cả đoàn vừa hát lên lời Thánh Phaolô mời gọi: anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc đi nhắc lại, anh em hãy vui lên vì Chúa đã đến gần. Và lạy Chúa, làm sao chúng con có thể bắt được niềm vui này nếu như tâm hồn chúng con đầy tội lỗi? Xin Chúa tha thứ để chúng con mới có thể sống trong niềm vui mừng của Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã sinh xuống làm người để cứu độ trần gian. Xin Chúa lòng thương xót. Xin Chúa lòng thương xót. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chết trên cây thập giá để thứ tha tội lụy chúng con. Xin Chúa lòng thương xót. Xin Chúa lòng. Lạy Chúa, Chúa đã sống lại mở đường đưa nhân loại về thiên cung. Xin Chúa lòng thương xót. Xin Chúa lòng thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật đấng cứu thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Cha, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Qua bài đọc một sau đây, ngôn sứ Sophonia kêu gọi dân Chúa mừng vui lên vì Chúa là vị cứu tinh đến giải thoát chúng ta khỏi mọi kẻ thù và mọi án phạt, người lấy tình thương mà đổi mới mọi người. Bài trích sách ngôn sứ Sophonia. Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi chính là Đức Chúa, sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy người ta sẽ bảo Jerusalem: này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời,
Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Đó là lời Chúa. Ta đây Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không sợ hãi chi, vì Chúa chính là sức mạnh. Đấng tôi ca mừng, Ngài từng cứu độ tôi. Hân hoan tới múc nước tận suối, suối cứu độ và cam tạ Chúa đi. Cầu khấn Chúa và tỏ bày giữa muôn dân rằng sự nghiệp Chúa huyền siêu. Uy công Chúa hãy hát mừng luôn, cao rao để trần gian cùng ngắm chung. Vì đấng thân thật vĩ đại của Israel, Sion hãy hò reo. Thánh Phaolô bảo chúng ta hãy vui lên, hãy sống hiền hòa quảng đại và thành khẩn van xin để Chúa đến đem bình an hạnh phúc cho mọi người. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã đến gần. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa. Ta Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không có đáng cởi qua dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm ni rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa các ông bà anh chị em, yêu màu áo tím, thương nhớ mong chờ ai? Chúng ta sống mùa vọng với màu tím rất là quen thuộc, như một điệp khúc để mà kêu gọi chúng ta sám hối. Thế nhưng hôm nay khi chúng ta bước vào tuần thứ ba của mùa vọng, thì chúng ta lại thấy ánh lên màu hồng. Màu hồng của niềm vui, của chan chứa hy vọng, vì giữa anh em một đấng thánh, một đấng cao trọng, một đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh đang đến với anh em. Và vì vậy cho nên chủ đề của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng là anh em hãy vui lên. Bài đọc thứ nhất: vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng. Niềm vui của một Thiên Chúa yêu thương con người. Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi, hỡi thiếu nữ Jerusalem hãy nức lòng phấn khởi. Và dân của Chúa được sánh ví như một cô gái đẹp đẽ xinh tươi. Và hãy vui lên, hãy nắm bắt được cái niềm vui mà Chúa đem đến cho anh chị em. Thiên Chúa lấy tình thương của người mà đổi mới chúng ta. Và Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Niềm vui của Thiên Chúa là con người được sống động, con người được vui, con người được hạnh phúc. Và cũng như vậy, Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philippe: thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Và tôi phải nhắc lại với anh em, phải vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì, nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Chúa là nguồn vui. Và Đức Tổng Giám mục Phaolô của chúng ta, Ngài đã chọn danh hiệu này là chỉ dẫn cho cuộc đời mục tử của Ngài: Chúa là nguồn vui của con. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta có bắt được niềm vui mà Chúa muốn chúng ta sống hay không? Ông Gioan làm phép rửa nơi dòng sông Jordan, và người ta cảm thấy có điều không ổn, và vì thế cho nên đã tìm đến với Gioan bên dòng sông
để rồi chúng tôi phải làm gì đây? Chúng tôi phải làm gì để chúng tôi nắm bắt được niềm vui của tin mừng? Và Gioan cho thấy rằng niềm vui tin mừng ấy được diễn tả đó là bác ái yêu thương. Ai có hai áo thì chia cho người không có. Ai có gì ăn thì cũng hay làm như vậy. Những chiếc áo, chiếc quần của tôi treo ở trong tủ kiếng của tôi hết năm này, năm khác. Và như vậy, nó không thuộc quyền của tôi, nó cần phải được san sẻ cho những người không có. Mọi người tìm đến với Gioan, những người thu thuế cũng đến để Gioan dìm dưới dòng sông Giô-đan để biểu tỏ cái lòng sám hối. Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Đừng đòi hỏi gì quá mức đánh đựng cho anh em. Như vậy, niềm vui ấy sẽ triển nở trong tâm hồn khi mình sống công bằng, không tham lam vơ vét cho mình, mà luôn nhìn đến sự công bằng. Người khác có quyền được hưởng những gì với công sức của họ. Binh lính cũng hỏi Gioan, anh em chúng tôi phải làm gì đây? Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta hôm nay cũng hãy hỏi, lạy Chúa, con phải làm gì đây? Con làm gì đây để con có thể nắm bắt được cái niềm vui hạnh phúc Chúa đem đến cho chúng con? Và nhà danh họa Pablo Picasso là một danh họa của người Tây Ban Nha. Ông khẳng định rằng ý nghĩa của đời tôi là đi tìm kiếm những quà tặng. Và mục đích của đời tôi là gì? Là tôi cho đi những gì tôi có được. Và cái hạnh phúc là khi tôi đi tìm kiếm và tôi dâng tặng. Và đó cũng là ý nghĩa và mục đích của đời sống của tôi. Nhà danh họa Pablo Picasso, người Tây Ban Nha, nói như vậy. Ý nghĩa quá. Không vun quén cho mình, đi tìm kiếm để rồi có được và rồi ban tặng. Và như vậy cuộc sống, ý nghĩa và mục đích đong đưa với nhau. Tìm kiếm để có được và có được để dâng tặng. Kính thưa các ông bà anh chị em, chúng ta sống trong mùa vọng. Và mỗi người chúng ta khao khát Chúa. Và đâu là hạnh phúc đích thật cho đời Kitô hữu của chúng ta? Thưa, đó chính là Chúa Giêsu là nguồn ân sủng được trao ban cho nhân loại chúng ta. Và nơi Chúa Giêsu chúng ta được đón nhận hết ơn này đến ơn khác. Và thậm chí nhiều khi có những ơn mình xin với Chúa mà mình cảm thấy mình không được. Và chính trong cái sự thiếu thốn ấy, mình lại khám phá ra đâu là cái giá trị đích thực của quà tặng mà Chúa đem đến cho mình. Và như vậy, sống trong mùa vọng này có nghĩa là sống trong niềm vui. Niềm vui ta ơn Chúa vì những ơn Chúa đã thương ban, và ngay cả những gì chúng con đây chưa nhận được, thế nhưng lại cho chúng con thấy đâu là cái ý nghĩa đích thực của đời sống của chúng con. Đó chính là đến với Chúa. Đó chính là khao khát Chúa. Và lạy Chúa Giêsu xin ngự đến để làm cho tâm hồn của chúng con được tràn ngập niềm vui. Và hôm nay chúng con đã bước vào
Chúa Nhật thứ ba của mùa vọng, xin cho chúng con nắm được niềm vui của ơn cứu độ và cho chúng con có được một tâm tình hân hoan, cho dẫu sắc màu của mùa vọng là màu tím, là màu kêu gọi chúng con trở về với cõi lòng của mình để đào sâu, để mà khám phá, và nhất là để nhìn nhận ra con người tội lỗi của chúng con, để chúng con lãnh nhận được hồng ân cứu độ của Chúa. Chúa đến để cho con người được hạnh phúc. Xin cho chúng con nắm bắt được niềm vui mừng mà hôm nay Hội Thánh cho chúng con thấy, một niềm vui đang đến, một niềm vui đang thâm nhập. Và mỗi người chúng con đây có mở toang cánh cửa tâm hồn để rồi ơn của Chúa, phúc lành của Chúa, hạnh phúc tràn ngập tâm hồn chúng con hay không? Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, bởi Thiên Chúa thần được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thế với Đấng Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo.
Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa và giải bày trước mặt Chúa những điều anh em thỉnh nguyện trong niềm hân hoan trông chờ con Chúa ngự đến. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Hội thánh luôn khuyên nhủ con cái mình cố gắng sống bác ái yêu thương với tất cả mọi người, tôn trọng công bằng trong đời sống xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết quan tâm đến lời khuyên tha thiết của hội thánh và cố gắng thực hiện trong đời sống đức tin thường ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trên thế giới ngày nay vẫn còn biết bao người đang đói khổ vì thiên tai, vì thiếu lương thực, thực phẩm trầm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang lâm cảnh gian truân khốn khó được cứu trở đầy phú và kịp thời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong cuộc sống thường ngày, có một số người chỉ lo cho bản thân mình mà ít khi quan tâm đến người khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu hiểu rằng họ cần phải sống theo lời Thánh Phaolô dạy là vui với người vui và khóc cùng người khóc. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chia sẻ cơm áo cho người đói rách bần cùng cũng như tôn trọng tài sản và danh dự của mọi người là bổn phận của những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết cố gắng chu toàn bổn phận quan trọng này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, năm xưa người ta đã tìm đến với Gioan để thỉnh vấn chúng tôi phải làm gì, và ngày hôm nay cũng thế, mỗi người chúng con đây cũng tự hỏi tôi phải làm gì. Và không chỉ mỗi riêng chúng con mà cộng đoàn chúng con phải hỏi nhau chúng ta phải làm gì. Xin cho chúng con nắm bắt được niềm vui ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tay con dâng lên con nhang cha uy linh, đầy thân phận bồi cho bao nhiêu năm gánh vác lao đao. Kính tiên Chúa chi ai hương hoa thiên kinh tin yêu, xin cho cuộc đời con mãi mãi trong cha con nghỉ ngơi. Ôi cha thân yêu ơi, hôm nay đây con dâng lên những ước vọng đời con nói theo gương sáng Chúa Giêsu, gương khiêm nhu thâm sâu nơi tin cha đời hiền hòa. Xin cho lòng con luôn hướng đến tin cha cả đời. Trời cao sáng mừng, hát lên danh Ngài vinh quang.
Anh chị em hãy cầu nguyện hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thiên Chúa nhận hy lễ với Thầy Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và biểu lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể, là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo Đức Mẹ đồng trinh đã cưu mang với tình yêu khôn tả. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi người xuất hiện, người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi người đến cho thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin cho đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn, xin được bình an, xin cho một cháu bé được mau khỏi bệnh. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Phaolô, Giuse, Maria, Andre, Augustino, Gioan, Phaolô, Anna, Anton, các linh hồn. Xin chúng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, Thánh Gioan Tiền Hô và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Niềm vui bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Sống trong niềm vui tin mừng, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót
đây trên thiên Chúa đấng xóa tôi trần gian, phúc cho ai được mời dự tiệc trên thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa đến riêng thầm nhà của con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được sạch trong. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích thánh thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giáo xứ chúng ta suốt một tháng vừa qua đã chuẩn bị cho lễ hội Giáng sinh 60 năm mùa Hồng Ân với Ngọc Khánh thành lập giáo xứ, cho tới hôm nay kể như gần hoàn thành. Và đúng như dự kiến ban đầu, chúng tôi đưa ra chỉ tiêu và đã đạt được.
Xin cảm ơn những anh em ngày đêm đã đóng góp công sức cho những công trình, những hạng mục công trình của giáo xứ, góp công, góp sức, góp của và nhiều hình thức khác nhau cho bộ mặt của Hà Đông mỗi một ngày một tươi tắn hơn. Và chúng tôi cũng lưu ý nhiều người hay đem các em bé đến chơi gần núi đá lòng Chúa thương xót, rồi thích cho em ngồi ngất ngửa ở trên cái tảng đá chụp hình, lỡ em ật ra một cái đập đầu vào đá thì chết tôi thôi. Cho nên xin có trẻ nhỏ đến cẩn thận cho chúng tôi, nhất là ngầm đè có những đứa nó phá lắm, nó vô nó nhảy cả xuống cái hồ, nó chơi nó tung tóe nước, nó mất đi cái cảnh quan. Cho nên xin các ông bà anh chị em là phụ huynh chúng ta lưu ý con em của mình, và nếu như thấy có những trẻ mỏ nó phá phách như vậy thì xin cũng ngầm đè nó, chứ cứ để nó tung hoành. Thế những ngày vừa qua chúng tôi thấy chẳng ai giúp trong vấn đề này cả, cho nên chúng ta ý thức hơn. Xin cảm ơn. Và chúng tôi sẽ sang tuần, chúng tôi sẽ gửi đến cho mỗi một gia đình một cuốn kỷ yếu 60 năm giáo xứ chúng ta, ghi lại những cột mốc quan trọng của sinh hoạt giáo xứ 60 năm qua. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.